Rồi niêu son chảo nè, có tập về nè, có mũ của đầu bếp nữa. Một tràng pháo tay thần nồng nhiệt và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ các đầu bếp siêu nhí. Xin cảm ơn các siêu đầu bếp nhí chúng ta mang đến một tiết mục mà có rất là nhiều nhạc cụ độc đáo trên sân khấu đúng không ạ? Rất là tuyệt vời.